Cách lấy đèn bươm bướm xinh xắn cho bạn nào chưa biết, đầu tiên mọi người phải hoàn thành bộ sưu tập bướm ơi, bướm à nha, để hoàn thành nó bạn phải thu thập đủ 5 loại bướm. Khó nhất là bướm nữ hoàng Alexandra nha, sau đây là một số mẹo mình nghĩ bạn sẽ cần khi bắt bướm nữ hoàng. Đầu tiên là phải thấy được bướm nữ hoàng, sau khi thấy đừng vội chạy lại bắt, hãy quan sát hướng bay của nó, sau khi quan sát mình thấy nó sẽ bay trong khoảng cách này. Vị trí hiện tại mình đứng ở đây, nên phải đợi nó bay lên chỗ này thì lúc này mọi người chạy lại vị trí dưới này và nhấn yên nút bắt, đồng thời quay mặt về hướng nó bay tới. Việc còn lại chỉ cần nở một nụ cười thật tươi và chờ nó bay vào tầm rồi thả vọt ta thôi. Chúc mọi người may mắn nha. Nhớ cho mình một đăng ký kênh nè.